Rồi, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cái sơ đồ mạch điện về hệ thống đèn LED trên các nhà dùng xe đời mới. Thì trên sơ đồ này thì tôi đã cập nhật một số chức năng mới. Thì ở đây tôi có cập nhật cái từ viết tắt trên mạch LED, có nghĩa là anh tháo mặt ra thì có những từ như 2 lọ rồi thì đó ý nghĩa của nó. Hôm nay cập nhật bản này rồi. Đấy. Rồi cái bảng ký hiệu màu dây trên sơ đồ LED, có nghĩa là màu dây trên những sơ đồ này thì rẻ. Có những ký hiệu như vậy như là BRW thì ký hiệu của xe Honda nó sẽ là màu nâu sụp trắng. Đấy thì có cái ký hiệu này luôn. Như Yamaha thì chữ B là màu đen, còn B là nâu. Đó, màu da dây của Honda trên đây. Yamaha Suzuki dưới đây. Thì trên dưới đây tôi sẽ thêm một tính năng mới nữa trên cái sơ đồ này, thì tôi đã có thêm cái bảng là kiểm tra pha đèn bằng thiết bị kiểm tra LED. Thì ở đây là cái thiết bị kiểm tra LED của chúng tôi. Đây. Thì trên pha đèn này chúng ta muốn kiểm tra LED á thì chúng ta có cái hạng mục kiểm tra, thứ nhất là đèn pha. Đèn pha đây ha. Thì mấy anh kiểm tra thứ nhất là mấy anh cấp que đỏ của kiểm tra LED, que đỏ là que này. Vào dây W sạc pin L, nghĩa là dây trắng sạc đen. Thì nó vị trí nằm nó sẽ có nằm vị trí dưới đây, tôi có cái vẽ cái bảng dắt của cái cụm pha LED luôn. Ở vị trí này. Còn que đen anh sẽ cắm vào dây W sạc G, nghĩa là dây trắng sạc xanh. Đây, nó xanh là vị trí này. Thì bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra pha đèn LED của Winner cho mình coi. Thì đầu tiên anh sẽ cắm nguồn cho gọi thiết bị kiểm tra LED là các anh cắm nguồn trực tiếp bằng nguồn 220V của điện nhà mình luôn ha. Đấy, thì đây cái dắt tôi vẽ đây thì nó tương đương cái dắt trên cái pha đèn luôn. Ha, dắt này sẽ trùng với dắt trên pha đèn luôn. Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra. Thì bây giờ là kiểm tra đèn pha trước anh em. Que đỏ tôi sẽ chọc vào dây WBL, WBL vị trí này. Đấy. Đèn dưới cùng ha. Rồi. Còn que đen tôi sẽ chọc vào dây W sạc G. Đây là vị trí bên đây mé kế bên luôn ha. Rồi. Đấy. Rồi tiếp theo tôi sẽ kiểm tra cái đèn cót. Đèn cót thì que đỏ tôi sẽ chọc vào dây BRW, có nghĩa là nâu sụt trắng này. Và que đen tôi sẽ chọc vào W bên L dây kế bên. Đấy. Cót ha. Rồi chọn vào. Rồi, đó giờ ta sẽ quay trước coi có sáng không. Đó là có sáng nha. Thì bây giờ kiểm tra cả đèn pha và đèn cót trên đầu đèn Winner luôn. Thì chúng ta sẽ que đỏ là giữ dây BRW. Còn que đen là chúng ta sẽ chuyển qua dây WG, như đây là trắng sọc xanh đây. Rồi, thì là cả đèn pha đèn có được sáng. Đó rồi, trên dòng xe Honda và đặc biệt là trên pha đèn của Winner cho 50. Còn đối với ad của Exciter, các dòng xe Yamaha Exciter cho 50, NVS, VND thì đều có cái sơ đồ trên đây luôn. Thì đây là cái đầu đèn của Exciter 2019 anh em. Thì trên đây tôi sẽ kiểm tra cái đèn pha và đèn cót của đầu đèn này. Thì đèn pha chúng ta quay đỏ phải là quay dây màu vàng. Còn que đen chúng ta sẽ là dây màu đen vàng ha. Bây giờ tiến hành kiểm tra. Thì chính dắt mình ở đây màu dây màu vàng đây, còn nó nhập vàng lên đây. Đấy, vàng nè, đen nè. Rồi bây giờ nó tiến hành kiểm tra đèn pha màu vàng ha, màu vàng là que đỏ đây. Còn đây là đèn đây. Đó, đèn sáng nha. Rồi tiếp theo đèn cót thì tôi kiểm tra là dây màu xanh lá và dây đen sụp vàng. Đây xanh lá nằm đây. Đó đèn cót ha. Đó thì cái này giúp cho anh em kiểm tra một cách nhanh chóng về cái pha đèn mình có hoạt động tốt hay không, để thuận tiện cho chúng ta sửa chữa cái pha đèn LED ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip.